Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc quý bà cô chú cùng anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt là tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình lên nhà bạn Khương Dừa nha cô chú anh chị. Thì sau cái chuyến đi mùa nước lũ thì bạn Khương Dừa mình rủ mình lên đây để là chia sẻ một số câu chuyện vui với cô chú anh chị nữa. Thì hiện giờ thì mình đã đến rồi. Lúc nãy buổi sáng sớm thì mình đi xe là khoảng xe 2 giờ thì đến 10 giờ mới đến đây nha cô chú anh chị. Quả thật là rất là lâu tại vì xe chạy quá chậm rồi. Ôi chào mấy em. Ở đây có mấy đứa đã đợi sẵn nè, quá đã rồi cô chú anh chị ơi. Chào hả? Mình em cũng thông cảm, mình phải diễn xíu rồi cho tao biết mình lên nhà của ông bạn mình. Nãy giờ thì mình đến đây rồi cô chú anh chị, tại vì mấy đứa em kêu mình diễn lỡ cái đi từ ngoài vào trong cho bà con cô chú biết. Đây là thằng bạn thân của chuyến đi đã đời nha cô chú anh chị. Khỏe khỏe. Em bây giờ sao rồi, tình hình của em sao rồi? Bây giờ em như ngày xưa vậy. Vậy đó hả? Là bình phục như ngày xưa đi bình thường không? Dạ, dạ, chiều dạ. Nay anh em mình đi đá banh. Dạ anh điện hỏi thăm tối ngày. Dạ rồi, cảm ơn em. Trời ơi. Đây mình cũng xin giới thiệu nha cô chú anh chị, đây là Phong Tôm. Đây là con gái mình. Nó hay đi ăn trộm lắm, cắp lắm. Rồi bây giờ mình la nó giết rồi, chắc có lẽ là đỡ, chắc có lẽ là bỏ rồi ha. Bỏ cái tánh ăn trộm rồi. Đây là Trang nha cô chú anh chị, Trang qua năm 1, không phải. Ship của mình lúc trước rồi là Trang là có bán khô bò, bà con cô bác nào nhớ ủng hộ Trang khô bò nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi bữa nay không có khô bò đãi dưa leo không bà hả? Dạ. Trời ơi. Bạn mình mới xuất hiện. Đúng không? Đúng lắm không? Sự kiện đúng lắm, khỏe khỏe khỏe. Tới vô hả? Bỏ ba lô ngoài ngõ vô luôn hả? Đúng rồi. Để con thùng đó để sáng giờ của ai vậy? Của thằng nào hả? Trời ơi mấy ông làm tôi mệt rồi, nãy ngồi đây mẹ rồi đi rồi mấy ông cứ kêu tôi đi ra đi vô, bây giờ mấy ông làm bể bại hết trơn. Vô diễn rồi. Rồi rồi ngồi ngồi đi, ngồi đi em, ngồi đi. Chơi ngồi xíu. À rồi thông cảm cho em nghe cô chú anh chị. Đây món ăn mày yêu thích nè. Sáng hỏi thằng bạn chứ muốn ăn gì, tôi vừa chuẩn bị. Nó nói thì thôi không biết ăn gì là mua đúng con heo quay bữa Khương Dừa mua cho nó ăn đó. Đó cho nên là Khương Dừa đi mua nguyên một con mà chặt ra lấy thịt không à, bỏ rồi, xương bỏ rồi. Thịt không. À, heo quay này ngon lắm nha cô chú anh chị, cho nên là mình lên đây mình chỉ kêu là bạn mình mua heo quay thôi, một món một là mình ăn là ok rồi, đơn giản thôi. Không vậy mà nó ngon cái gì không có. Đúng rồi, lụm đi nè, làm trước con bánh mì đi bạn. Thôi nhường cho người tàn tật đi. À, đây 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 người tàn tật. Đây lớn làm trước đi. Lớn làm trước đi. Nhường hoài nè, vô em. Ủa, anh phát từ phải người bên trái. Đơn giản không? Quá ngon chứ đơn giản. Sao sáng mày nói tao hỏi mẹ quay không để tao chuẩn bị món ăn được cho nó thịnh soạn, mày không chịu, mày nói thôi ăn không thôi. Ăn không là được. Quay thôi, xong giờ mày quay. Anh ăn thịt không à, anh không ăn bánh mì. Con của bác nhìn. Không tại nó đòi ăn heo quay. Chỗ heo quay này ngon. Đây. Không, cái món này là món anh thích, heo quay là được rồi, là quá phái rồi. Chỗ này của ông Tư Bắc Giới á, làm. Nè em. Đây. Quan trọng là nước tương tao pha nha. Tao vậy đó hả? Tao không có lấy nước tương của với loại heo nè. Trời ơi lên đây anh em vui quá đã cô chú anh chị á, thiệt tình. Vui lắm nhưng mà vui. Bé Ngân nữa kìa, bé Ngân kìa. Ngân ăn vô em. Yeah. Ngân bị sữa bắt cóc. Bị sữa anh này. Tôi ngồi miền Tây. Cái kênh của anh em cũng lộn nữa. Chưa kịp nhớ ra. Lên gặp anh là phải nhớ cái kênh trước tiên. Tên anh nhớ sau nhưng mà cái kênh anh là phải nhớ trước. Mời ăn đi. Rồi. Đây đó chị để dành bánh mì lại cho con nha. Nhiều lắm Ngân ơi đừng lo. À, chứ buổi trưa ăn heo quay ăn món mày thích ha, buổi chiều mình kiếm gì ngon ngon mình làm lẩu rồi ăn ha. Đơn giản một món vậy được rồi. Sớm chiều sớm mình làm lẩu rồi đã tiếp đãi Thái hoặc. Dạ dạ. Phải. Phải phải. Kiếm cơ không qua. Liếm mà liếm. Phải Phong mà đừng có bị tai nạn thì vui lắm cô chú anh chị, tội nghiệp thằng em mà bây giờ nó bình phục được vậy là cũng mừng lắm rồi. Liếm nè cho thỏa niềm mong nhớ. Cảm ơn anh đó. Không có nữa. Thôi ăn đi mệt quá, ăn người lớn. Ăn phải làm hoài. Bà con cô bác chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ tại vì
Cuối tuần này thứ sáu thứ bảy chủ nhật Khương Dừa có mở cái lớp YouTube. Dạ, Khương Dừa sẵn Khương Dừa chia sẻ cho lại các bạn, thì Khương Dừa nói bạn Thái lên 3 ngày luôn để Khương Dừa chia sẻ lại, ôn lại lâu lâu. Bây giờ mà đâu có thời gian mà 3 ngày để ngồi để ngồi nói cho mình Thái đâu. Đó, rồi hôm nay kêu lên sớm xíu quay mấy clip ngắn ngắn cho vui. Ừ. Dạ. Thiệt tình chiếc xe nó chạy chậm thiệt chứ, đi lúc 3 giờ sáng tới giờ này là gần 12 giờ rồi. Xe quá chậm. Ngồi đây chuẩn bị là từ 3 giờ luôn. Vậy ha. Ngồi ngay cái bàn này chờ anh đó ha. Ăn cái này, ăn cái này không có ăn chén nha. Ừ. Cầm ăn thôi. Ừ. Rồi. Dạ, em mời anh Thái. Dạ. Rồi. Anh à. Vô kêu dạ. Vô tâm ăn không chịu, nó ngồi ngoài đây cho mát mẻ. Dạ, mời anh vừa vô cho anh chị ạ. Ở đây ngồi ăn sướng gần chết trong nhà chứ trời. Đây mát mẻ thoải mái. Nè nhóc á vậy thôi chứ còn rồi nữa. Nó hơi chật, nó đẹp. Quan trọng ăn được không em? Ngon ha, tưởng đâu ăn không được anh nha, anh đút cho. Tội nghiệp nha, bị cái chăn nhưng mà cái miệng người lo cây nhai cũng không được. Không ai được bầu vô cái hội ấy. Hỏi gì? Cái hội mà khuyết tật hả? Gãy tay gãy chân do bị tai nạn giao thông á. Hồi sớm là mấy người trong hội viên tới thăm nó rồi đó. Có rút. Có rút. Tại vì nó bị cái chân á cho nên là nó phải vô cái pha đó. Pha đó là các bạn đều là bị gãy chân gãy tay nữa. Là nằm cái bên cái bên. Pha nó mạnh lắm. Yeah. Pha nó mạnh lắm mà ai cũng lết chứ bò rồi á. Tay chân à. Hồi nãy mình nghe nói Phong cũng được luôn cô chú anh chị. Những cái gì mà Phong đã xài rồi là Phong chia sẻ lại cho mấy bạn đó hết trơn. Chia sẻ chuyện áo. Chia sẻ xe đẩy. Anh chia sẻ cho em. Mấy thiết kế độc quyền bởi sớm hơn thương. Nhà Phát Minh nữa. Nhà Phát Minh. Mình xài lâu chia lại cho anh ta. Quan trọng. Té đúng. Sợ em đang ăn mà sao mà không ăn bánh mì không trời. Ừ. Lấy hai ổ, ổ nó bự quá. Anh Thái ừ. phải khai mạc chứ. Không, nãy giờ anh làm không? Đây mà ông bà cô chú nha. Ngon lắm. Mời anh ở nhà. Ngon quá trời quá đất. Đây mời cả nhà. Lâu lắm mình mới qua nhà Phương. Đâu mấy anh em mới đoàn tụ quay ạ. À. Hôm nay vui á. Trời đủ. Từ lúc anh Phong bệnh tới giờ có gặp nhưng mà gặp riêng không không, đó, không 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 chung hết thôi, chứ không có. Lúc mà Phong bệnh thì mấy bạn không có xuống tại giờ sợ mượn tiền. Không giờ giờ lành nó mới xuống, lâu lâu nó chen vô kỳ cục á. Suy nghĩ sao vậy Phong, anh gọi điện hỏi thăm thường xuyên mà mày không nói gì hết rồi mày cười không à. Dạ nó vui có gạt nó kỹ. Bộ nằm chỗ buồn lắm sao đợi nó chơi cho đỡ buồn. Không nói chứ Phong cũng được, con bà con chú anh chị thương cũng hỗ trợ. Còn nếu mà Phong không được hỗ trợ thì mấy anh em mình cũng hỗ trợ thôi. Mấy anh em mình lo trời ơi. Ngoài vợ còn có Mai Trang với Ngân nữa. Anh Bình nhắc ra những cái chỗ nói hết câu. Phải nói hết câu á. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Kể được hả? Việc nó hơi chậm. Nó đang làm kèm kép cắt khô hả? Vui vui. Họ nó danh, nó danh em á. Thì ăn chưa đấy. Cỡ Mai là 1 phút 30 giây rồi xong với Nguyệt rồi. Nói như con khô cá lóc luôn. Là thành phẩm luôn á. Mấy đứa con gái dưỡng heo á sao sợ không dám ăn thịt rồi. Thịt heo ngon lắm á. Em ăn cuốn chay giò nè. Mà cả nhà nha, bạn mình lên mà đãi món này là hết sảy bà bảy rồi. Một món này một là ok. Món khoái khẩu của anh Thái nha. Buổi trưa mình ăn đơn giản à. Tối mình làm cái gì đó. Tối mình không ăn. Chứ tối cái gì làm về sớm mình nấu nữa luôn. Tối có gì nữa không? Wow. Có làm BBQ ha. Chiều giờ mình làm BBQ đi, tối mình nấu cháo khuya. Nay được 100 ngày chưa? 90 ngày không? À, nay mấy 22 phải không? Ờ, bữa nay 22. 95 ngày còn 5 ngày nữa là 100 ngày. 49 ngày luôn. 49 ngày luôn. 49 ngày luôn. Còn có vụ 100 ngày nữa anh. 100 ngày nữa không cháo nữa. Nó cũng cục móc đó, kiểu vậy nữa. Nhưng mà anh Phong chắc cỡ 5 mới
cỡ năm ngoài á. Lâu lâu anh em chấm lại gì vui nay tới cậu Tư thì ăn quay bữa nay thiếu rồi Tú hả vậy không? Đúng rồi, ừ. Tú thôi. Đủ tiên rồi. Chính đi đợi đợi đợi. Phải mày không bị rồi, cho mày đi ngủ nổi thì thái rồi. Ừ. Thế đi chăm thèm ghê luôn. Cho nó xuống bún banh với mấy đứa nhỏ. Đi với thèm luôn á mày. Dạ. Thì không? Nhớ không? Đừng nổi đã. Nói ghế không anh? Ngồi 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 vô em. Hai tô, rồi bên Thái à? Hai tô luôn hả? Một tô luôn không? Hai tô. Bình thường là sữa nam có một tô à? Bữa nay ăn hai tô luôn. Hai tô lưng à, chứ làm gì được hai tô này. Nãy giờ em ăn. Có quýnh nó không vậy? Không. Không quýnh. Này này ngon ngon. Chị ơi nhanh hả? Không có. Chỉ cần cái cách để lên nhanh nhất hết tô là không có quýnh nó mà sao mà nó ăn giỏi dữ ta. Sữa nó mến mấy cô hả? Em phải có đũa em gấp chứ em không có đũa mà em tại sữa thấy ngon ngang á. Sữa ngon tương tương chấm bánh mì thôi ngon, bánh mì này thơm ngon vậy. Mấy tớ nhìn dạng mời mọi người ạ. Ngân là mang tô ra luôn để ăn tiếp luôn. Chấm bánh mì không chấm tương nữa ngon. Con quay này là bà 50kg. Tao dặn con 50kg mà tao lấy có 1kg mấy cho mẹ thôi, còn nhiều để lại cho tao. Nhưng mà vẫn phải tính từ 50kg đàng hoàng ha. Quá xa. Hả? Dạ nguyên con. Nguyên con. Coi như là lấy cái phần ngon nhất đó. Cho nên mẹ ăn hay quay đây mẹ thấy ngon á. Đúng rồi phải không? Tinh tế nhất đó hả? Này tính ra cũng 18 không phải 11.800.000 đồng. Ừ. Với mua 200.000 bánh mì nữa. Ừ. Với mua 50.000 dưa leo nữa. Tính thấy ghê không? Không đem cái đồ về. Là 12.050.000 đồng. Bữa ăn 12.050.000. Cái này mình nói thì nhiều khi ăn uống nói em bạn bè nó ngại. Mai mốt không dám lên đâu. Ngã mai mốt không dám lên. Tấm lòng của mình không? Không. Mình phải nói để bạn biết là sao mà theo nó hay quay nó ngon. Ừ. Cái gì không? Mình quý lắm được ăn cháy anh Thái. Thôi mà món bước thôi, chuẩn bị hai tô mì thôi con ơi. Bữa xuống nhà anh Thái, lúc mình quay đại quá trời đại. Mà lúc không quay cho mình. Bữa không quay clip lại. Bữa nào mai quay clip lại nha. Cứ theo hoài, đừng bất chấp sư phụ biết hư. Giống bà. Bà đâu có ăn chọn mình gấp đâu, con ăn chọn mình gấp hoài mà giống. Clip đó gì chứ mà mấy bà cô chú lớn lớn tuổi người ta nói là phim. Tôi gặp mấy cô cũng nói trời mày mới ra phim hay quá ha, phim gì cô. Cái phim nhỏ đi ăn chậm mà mấy con nó phim. Con cũng một hai con. Ờ. Nó phim gì cô, phim nhỏ đi ăn chậm. Mà chị Mai đóng đạt quá trời, chắc là cũng có kinh nghiệm. Ăn cắp ăn chậm là chửi rồi cãi lại nó đóng đạt lắm. Chị tưởng tượng mình là nhân vật đó. Trơn đi có kinh nghiệm rồi. Mai đóng phim hay. Mai đóng phim hay. Chậm thành công quá, đóng phim hay ghê. Mày đóng phim viết từ ngày lên á. Đập đóng phim hay. Hay anh Phong ha. Mà chuyện đã chưa không? Đã ha. Trời nghe nó hấp dẫn. Diễn tới luôn á. Ngoài đó có nổi không mà lên phim nó có trời. Ồ hay thiệt anh thấy. Mình ngoài đó có trời lên phim cứng không? Không nói được. Không, lúc mà diễn mình cũng nói nhiều lắm mà cắt hết trơn rồi. Mà thật theo không anh? Dạ. Còn chậm á. Nó ngang chậm mập á. Quên, vì khi mày thích thì hay mày mấy đứa nhỏ nó không thích. Vậy đó hả? Giòn không giòn. Em cũng thích nhưng mà thích thêm mấy món nữa. Có ngã đầu kệ bánh xe. Nghiệp luôn quá. Thôi. Tới nữa rồi. Để con ăn xíu không? Rồi. Con ăn xíu con lên vô nha. Con phải ăn được khỏe. Ờ
lát chắc quay ở đây luôn, kiếm góc quay rồi còn Phong tham gia vui. Ừ. Quay cho anh Phong vui. Vui vui anh Phong cũng nhớ nghề phải không? Ừ. Dạ. Phong tướng Phong diễn lát có vai mà ngồi xin tiền rồi đó, lớp đó. Không cần đúng không? Hay là vợ đuổi rồi, vợ bỏ đi rồi á, em ơi em đừng bỏ anh gì đó. Lát là diễn là dạ. Lớp theo mai đi, mai mai đừng bỏ anh. Thôi bây giờ anh về với vợ anh đi. Nguyệt, Nguyệt nó đâu biết ra quýt bập tay. Là có phim rồi liền. Thở Trung Quốc cho một cái. Hôm bữa bệnh là không kêu mai đi giờ hết lớp anh kêu mai. Anh coi đi, bệnh là có một mình tôi chăm sóc anh. Có lý ra nha. Tại vì bà con cô bác xem kênh của mình thường xuyên nó biết mấy anh em mình nó dạ. Có mối quan hệ dẫn dẫn đó. Nên là là dẫn nó vui. Có gì sao dám đứng trước phòng Nguyệt mà nói vậy. Giờ này tự bào chữa. Trời ơi. Ai biểu mình tự bào chữa đâu trời. Sao quay quay hết à. Ừ. Vợ chồng nó tên Minh Phong Minh Nguyệt cái bộ. Minh Phong Minh Nguyệt hả? Có duyên ha. Ừ. Thiệt luôn á hả? Không mà gió Nguyệt Bạch Trăng, Trăng gặp gió à. Ừ. Ừ. Không, không, không. Đêm Trăng gió. Không. Trăng treo lụng lẳng gió luôn qua đất. Không, không, không. Có thơ nữa. Gió luôn có thơ. Gì? Nắp hả? Đang bay bổng. Xuống rồi thấy có mùi vậy. Gió là vườn quá lắm. Không, nhắc cái clip hôm bữa xin lỗi anh Thái. Có gì đâu, xin lỗi, anh em mình quay clip mà. Vui anh, sẽ gì chị? Dạ, trước khi anh về. Clip nó bị xấu anh. Trước khi về em sẽ lặn mấy chai lăng. Chân thành luôn. Vậy là nó thì... có tại vì nó nói vậy mà mình cũng có cái mùi tại vì nó thiếu đàn ông. Ừ. Nó ngồi gần đàn ông thì nó phát hiện cái mùi, cái mùi đó cái mùi đàn ông chứ không phải cái mùi ở nách. Cái mùi này nó dễ chịu bộ. Ừ. Nè, ừ. Nó cũng dễ chịu nữa đó. Nhưng mà mùi đàn ông này là mùi đàn ông này là mùi đàn ông dơ. Nó thiếu cho nên là vậy. Thôi ăn uống nó chuyện được. Dạ, nói chứ bữa giỡn vui vậy, chứ đâu có gì đâu. Có lập bình luận không? Bà con bác có chữ không? Không. Bà con hướng dẫn cách chị vô nách. Biết giỡn mà. Mốt làm cái phim về nhà trọ sớm trọ cái mình diễn cũng vui không? Ừ. Hỏi bà con bác có ủng hộ không? Có nhiều ý, có nhiều vốn không ạ? Có gì đâu. Thì mấy bạn đi làm là mượn đứa một phòng không? Dạ. Một đứa một phòng việc. Mở cửa là biết phòng. Mở cửa là quay được rồi. Vô chi, mở cửa là quay được. Thế là có khi nhiều bà cô chú có nhiều câu chuyện hay đó. Làng nghỉ xóm sao vậy đó. Chứ lộn nhau không? Mình là nghỉ sớm. Sinh viên. Ừ. Sinh viên thì mình là công nhân. Anh Thái hả? Tao nói mày rất là nhiều lần rồi. Rất là nhiều lần rồi. Cái từ địa phương miền Tây. Nay bệnh lẽ nó không đúng không bữa. Vậy. Bữa nay không phải sân nhà. Bữa nay không phải sân nhà. Ừ. Bữa điện thoại á, đi lúc mà tối điện thoại á, còn mạnh mẽ hơn nữa. Nó quên không quay lại. Vui ha, anh Phương xuống nhà anh Thái quay, Thái lên nhà anh Phương quay. Đã ha. Hai người bạn quá là vui. Lát mày qua nhà Mai quay à. Mai là biết luôn, nó không rủ qua nhà nó chơi cái là sao nữa trời. Rủ phải đông đông chứ. Mình nên anh cũng được chứ có gì đâu. Thái không ngại mà. Anh không ngại mà không ngại gì trời. Anh em qua uống nước rồi bậy bạ về chứ có gì đâu mà ngại. Ừ.
Bởi vậy chạch câu nữa nói cái chết liền đúng không? Chạch câu nói cái là chết liền. Dạ, bữa nay lên này gặp anh em mà quá vui cô chú anh chị ơi. Được bạn Khương Dừa. Nhưng mà quá muộn là đâu quay đâu. Được bạn Khương Dừa đãi cái món mình yêu thích nữa. Dạ. Này là anh Thái em order nha. Order hả? Chứ không mà bữa nay. Đó order cho ai? Hôm nay buổi trưa ăn đơn giản cho nó nhanh. Rồi để mình quay clip rồi tối có gì có thời gian mấy em ngồi ra cà tâm sự sao ha. Dạ. Dạ cũng dạ. Dạ. Cũng cảm ơn ông bà cô chú cùng quý khán giả rất là nhiều nha. Dạ hôm nay được bạn Khương Dừa đãi cái món rất là yêu thích. Cũng xin kết thúc tại đây ha. Xin chào dân hàng, gặp lại cô ông bà cô chú vào video tiếp theo. Xin chào. Dạ, cảm ơn ạ.